Quyển sách thời thơ ấu. Khi tiểu thuyết gia người Mỹ Anne Paris đang dạo quanh các hiệu sách ở Paris vào những năm 1920, bà bắt gặp cuốn sách yêu thích thời thơ ấu Jeffers and Other Stories. Bà nhặt cuốn sách cũ lên và khoe với chồng rằng đó là quyển sách bà nhớ nhất hồi còn nhỏ. Chồng bà lật quyển sách ra và cả hai cùng sửng sốt khi thấy dòng chữ Anne Paris 209 Weber Trist Colorado Springs ở trang đầu. Quyển sách từng thuộc sở hữu của cô bé Anne năm xưa, bằng một cách nào đó đã tìm cách quay trở về với chính chủ. Cái chết của cặp sinh đôi. Năm 2002, có một cặp anh em sinh đôi 70 tuổi đã chết cách nhau vài giờ do hai tai nạn giao thông riêng biệt trên cùng một con đường ở phía bắc Phần Lan. Một trong hai người đã chết trước khi ông này bị một chiếc xe tải đâm trúng ở Raahe, cách thủ đô Helsinki 600 km về phía bắc. Người thứ hai qua đời cách 1,5 km so với nơi mà người anh hoặc em trai của ông chết. Điều này chỉ đơn giản là một sự trùng hợp. Mặc dù con đường này ngày nào cũng đông đúc, nhưng không thường xảy ra các vụ tai nạn. Sĩ quan Marja Lina Hutala cho biết, sự trùng hợp này thật sự làm tôi dựng tóc gáy khi biết hai nạn nhân là anh em sinh đôi. Tôi nghĩ chắc là có sự can thiệp nào đó từ đấng bề trên chăng, bà nói tiếp. Sự trùng hợp của Poe. Vào thế kỷ 19, nhà văn nổi tiếng chuyên viết tiểu thuyết kinh dị Edgar Allan Poe đã viết một cuốn sách có tên Câu chuyện của Arthur Gordon Pym. Câu chuyện kể về bốn người sống sót sau một vụ đắm tàu lênh đênh trên biển với chiếc xuồng nhỏ. Thiếu lương thực, ba người trong số họ quyết định giết và ăn thịt một cậu bé có tên Richard Barker. Vài năm sau, vào năm 1884, một chiếc thuyền có tên Minionette bị đắm và cũng chỉ còn bốn người sống sót, cố gắng giành giật sự sống trên một chiếc xuồng nhỏ. Ba thành viên cao cấp của phi hành đoàn đã giết và ăn thịt một cậu bé giống y hệt như tình tiết của quyển sách trên. Đáng sợ thay, tên của cậu bé xấu số nọ cũng là Richard Barker. Vị tu sĩ bí ẩn. Vào thế kỷ 19 tại nước Áo, một họa sĩ khá nổi tiếng tên là Joseph Figner từng cố tự tử nhiều lần. Lần đầu tự tử năm 18 tuổi, ông quyết định treo cổ nhưng bất thành bởi sự can thiệp của một vị tu sĩ dòng Capuchin bí ẩn. Lần thứ hai, năm 22 tuổi, Joseph lại tự tử bất thành, cũng do một vị tu sĩ khá giống người lần trước ngăn cản kịp thời. 8 năm sau, Joseph bị kết án treo cổ do hoạt động chính trị. Nhưng kỳ diệu thay, một lần nữa, ông lại được cứu sống nhờ một vị tu sĩ. Mãi đến năm 68 tuổi, Joseph Figner cuối cùng cũng đã thành công trong việc tự tử khi quyết định dùng súng lục bắn vào đầu. Và chủ trì lễ tang của người họa sĩ chán sống này là một vị tu sĩ rất giống vị tu sĩ dòng Capuchin của những năm nào. Thứ duy nhất mà mọi người biết về vị tu sĩ bí ẩn ấy chính là họ của ông, trùng với họ của người họa sĩ chán sống kia, Figner. Cuộn phim cũ. Một phụ nữ người Đức đã chụp ảnh con trai mới sinh vào năm 1914 và mang đến rửa tại một cửa hàng ở Trestvor. Thời đó, một số tấm phim thường được bán lẻ, rồi Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Do không thể trở lại Trestvor, người phụ nữ đã bỏ cuộn phim nọ. Hai năm sau, người phụ nữ này mua một cuộn phim tại Frankfurt, cách Trestvor 100 dặm, để chụp ảnh con gái mới sinh. Nhưng khi chụp ảnh xong, cô phát hiện có một số hình ảnh đã có sẵn trên cuộn phim mới mua này. Nhìn kỹ lại, người phụ nữ này gần như không tin vào mắt mình khi hình ảnh ấy chính là ảnh của con trai cô. Trong tình thế loạn lạc, cuộn phim đã dùng của người phụ nữ này đã bị lẫn vào trong đống phim chưa dùng và được mang bán lại, trở về tay của chính chủ. Quyển sách thất lạc. Năm 1973, nam diễn viên Anthony Hopkins đồng ý xuất hiện trong bộ phim Cô gái từ Petrovka, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên của tác giả George Pfeiffer. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm quyển sách này ở khắp London, nhưng Anthony vẫn không thể tìm thấy. Tuy nhiên, ông phát hiện ra quyển sách này bị ai đó bỏ quên trên băng ghế ở nhà ga xe lửa. Nam diễn viên lại càng bất ngờ hơn nữa khi quyển sách ấy là của tác giả George Pfeiffer.
Tác giả Pfeffer đã cho bạn mình mượn sách và rồi quyển sách bị mất cùng với chiếc xe bị đánh cắp của người bạn nọ. Cặp sinh đôi có cuộc sống giống y hệt nhau. Hai anh em sinh đôi, Jim Lewis và Jim Springer, bị chia rẽ kể từ khi mới chào đời và được hai gia đình nhận nuôi. Trùng hợp thay, hai gia đình không quen biết nhau này đều chọn cái tên James đặt cho hai đứa trẻ. Hai cậu bé James lớn lên mà không biết đến sự tồn tại của người kia, nhưng cả hai đều chọn học cảnh sát, đều có tài vẽ cơ khí và mộc, và cùng cưới vợ tên Linda. Sự trùng hợp chưa hết khi hai anh em đều sinh con trai với hai cái tên lần lượt là James Zelen và James Zelen. Sau đó cuộc đời lại tiếp tục sự vi diệu của mình khi hai anh em này đều ly dị vợ, kết hôn với người phụ nữ khác đều có tên là Betty. Cả hai cô Betty này không quen biết nhau nhưng đều nuôi chó và đặt tên là Toy. Taxi. Năm 1975, tại vùng Bermuda, một người đàn ông lái xe máy đã tử vong do bị một chiếc taxi đâm phải. Một năm sau, anh trai của người đàn ông nọ cũng qua đời trong một vụ tai nạn y hệt như vậy. Hơn nữa, người anh trai này cũng lái một chiếc xe y hệt như xe của em trai mình. Đáng rùng mình hơn nữa là hai anh em đều tử nạn bởi cùng một chiếc xe taxi, cùng một tài xế và chở cùng một người hành khách. Đồ bỏ quên trong khách sạn. Năm 1953, một phóng viên truyền hình tên Earth Cupturnus đã ở London để đưa tin về lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth II. Cupturnus đã tìm thấy trong ngăn kéo ở phòng khách sạn của mình tại Savoy một số đồ vật từng thuộc về một người đàn ông tên là Harry Hamlin. Thật trùng hợp, Harry Hamlin ngôi sao bóng rổ với nghệ danh Harlem Globetrotter là một người bạn thân của Cupturnus. Nhưng câu chuyện vẫn chưa đến hồi hay nhất. Chỉ hai ngày sau đó, Cupturnus chưa kịp khoe với bạn mình về sự trùng hợp nọ thì ông đã nhận được một lá thư do Hamlin gửi. Trong thư, Hamlin nói với Cupturnus rằng trong lúc trú tại khách sạn Meurice ở Paris, ông tìm thấy trong ngăn kéo một chiếc cravat có tên Cupturnus trên đó. Sự trùng hợp lịch sử. Thomas Jefferson và John Adams, hai nhân vật có công khai sinh ra nước Mỹ, lại giống nhau đến bất ngờ và gắn liền với đất nước mà họ đã dành hết tâm huyết lẫn cuộc đời cho nó. Jefferson đã viết bản nháp của tuyên ngôn độc lập và đưa bản thảo này cho Adams xem. Sau đó, Adams cùng Benjamin Franklin đã giúp chỉnh sửa và bổ sung thêm để có được bản tuyên ngôn cuối cùng. Bản thảo này được sự chấp thuận của Quốc hội lục địa vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Đáng ngạc nhiên thay, Jefferson và Adams cùng qua đời vào đúng ngày 4 tháng 7 năm 1826, tròn 50 năm kể từ khi tuyên ngôn độc lập ra đời. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from